Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phòng chống lừa đảo trên không gian mạng. Định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Hàng chục nghìn người Palestine tham gia buổi cầu nguyện trong ngày thứ 6 đầu tiên của tháng lễ Ramadan. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 15 tháng 3, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Định Nhuận tổ chức trao học bổng cho 8 em học sinh sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn tỉnh. Trong đó có một suất học bổng trị giá 1 triệu đồng một tháng, hỗ trợ từ tháng 2 năm 2024 đến khi tốt nghiệp và 7 suất học bổng trị giá 500.000 đồng trên 9 tháng, hỗ trợ trong vòng 5 năm. Từ đầu năm đến nay, Hội khuyến học tỉnh đã phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hỗ trợ cho gần 400 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên toàn tỉnh. Qua đó nhằm kịp thời chăm lo, động viên khuyến khích các em học sinh, sinh viên vươn lên trong học tập, đồng thời khẳng định sự quan tâm chăm lo của hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ khuyến học và cộng đồng xã hội dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, từ đó góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí học tập cho các em. Ngày 16 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ chức tổng kết hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trung học cơ sở tỉnh Hòa Bình năm học 2023-2024. Tuy đây là năm đầu tiên Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi theo thông tư số 22 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và đây cũng là năm đầu tiên thực hiện thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trung học cơ sở theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Song hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trung học cơ sở tỉnh năm học 2023-2024 được tổ chức với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức so với các hội thi trước, theo hướng thiết thực và phù hợp hơn, giảm áp lực cho các thầy cô giáo dự thi. Qua 3 ngày thi, các giáo viên dự thi đã thể hiện nhiều giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả khi áp dụng trong thực tiễn, giải quyết được các vấn đề khó khăn trong công tác chủ nhiệm. Nhiều giáo viên khai thác rất tốt ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy. Kết quả có 22 trên 25 giáo viên đoạt giải tại hội thi, bao gồm 3 giải nhất, 5 giải nhì, 8 giải ba, 6 giải khuyến khích. Từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 3, Tổ công tác chỉ đạo thực hiện điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Các đại biểu đã được phổ biến triển khai phương án điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tập trung vào những nội dung chủ yếu như thông tin về nhân khẩu học của các thành viên hộ, thông tin về di cư, giáo dục hôn nhân lịch sử sinh của nữ từ 10 đến 49 tuổi, thông tin về người chết của hộ, nhà ở và điều kiện sống của hộ, đồng thời giới thiệu phiếu điều tra, một số lưu ý trong quá trình thu thập thông tin, xử lý và sử dụng số liệu điều tra, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm CAPI, thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp các đại biểu nắm bắt đầy đủ thông tin, trang bị kiến thức cơ bản, trao đổi những khó khăn vướng mắc, cách khắc phục trong quá trình thực hiện để đạt hiệu quả đúng quy định. Ngày 15 tháng 3 năm 2024, huyện Lạc Sơn đã tổ chức gặp mặt các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu sưu tầm sáng tác thực hành và viết báo chí truyền thông về công tác bảo tồn văn hóa truyền thống trên địa bàn huyện Lạc Sơn xuân Giáp Thìn 2024. Hiện nay trên địa bàn huyện có một nghệ nhân nhân dân, 8 nghệ nhân ưu tú đã được nhà nước công nhận, một câu lạc bộ mo mường cấp huyện với trên 50 nghệ nhân thực hành mo mường, 8 câu lạc bộ hát thường rang bộ mẹ cấp xã với trên 300 nghệ nhân hát dân ca, 3 câu lạc bộ thơ ca. Với niềm đam mê văn hóa truyền thống dân tộc, các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu sưu tầm văn hóa trong huyện đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu sáng tạo, phản ánh sinh động đời sống văn hóa xã hội, đặc biệt về văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn. Từ đó tìm ra và phục dựng những giá trị văn hóa dần bị mai một. Việc tổ chức gặp mặt là dịp để biểu dương động viên khích lệ các nghệ nhân, nhà nghiên cứu sưu tầm sáng tác, báo chí làm công tác bảo tồn văn hóa truyền thống, giới thiệu về tiềm năng thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao du lịch,
đồng thời cũng là dịp để các nghệ nhân, nhà nghiên cứu trao đổi, bày tỏ tâm tư nguyện vọng, có những ý kiến quý báu, đóng góp vào sự nghiệp giữ gìn và bảo tồn nét văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc Mường. Ngày 15 tháng 3, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu mùng 3 tháng 2 Hòa Bình đã tổ chức ra mắt Công ty Liên doanh Cung ứng Nhân lực Glory EPB tại Nhật Bản. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu mùng 3 tháng 2 Hòa Bình trải qua gần 24 năm hoạt động. Công ty đã tổ chức tuyển chọn đào tạo, đưa người lao động và thực tập sinh đi làm việc tại các thị trường Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Trung Đông và một số nước Đông Âu với trên 40.000 lượt người. Để đáp ứng quy mô hoạt động của doanh nghiệp với đối tác Nhật Bản trong công tác cung cầu người lao động, Công ty Xuất nhập khẩu mùng 3 tháng 2 Hòa Bình đã thành lập Công ty Liên doanh Xúc tiến Đầu tư và Cung ứng Nhân lực Glory EPB với nhiệm vụ tư vấn đầu tư thương mại Nhật Bản và Việt Nam và cung ứng lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản, đáp ứng nhu cầu của người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Năm 2024, Chi cục thuế khu vực Lạc Sơn, Yên Thủy được Hội đồng Nhân dân tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước gần 217 tỷ đồng, trong đó thu từ thuế phí gần 117 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất là 100 tỷ đồng. 3 tháng đầu năm 2024, thực hiện thu ngân sách nhà nước trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, các nguồn thu bị suy giảm khi thực hiện các chính sách miễn giảm và gia hạn thời hạn nộp thuế. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2024, Chi cục thuế khu vực Lạc Sơn Yên Thủy đã triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Tính đến hết quý 1 năm 2024, Chi cục thuế khu vực Lạc Sơn Yên Thủy thu ngân sách nhà nước ước đạt 65 tỷ đồng, đạt 30% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 32 tỷ đồng, còn lại thu từ thuế phí và một số khoản thu khác. Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2024, Chi cục thuế khu vực Lạc Sơn Yên Thủy tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức đấu giá đối với các dự án có thu tiền sử dụng đất, tăng cường công tác đôn đốc thu hồi nợ thuế, theo dõi chặt chẽ các nguồn thu, thường xuyên kiểm tra rà soát, đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân khoản thu còn thất thu, tăng cường công tác quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh nhằm chống thất thu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo trên không gian mạng diễn biến phức tạp với nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau, gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc trong nhân dân. Công an tỉnh khuyến cáo người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, liên tục cập nhật các hình thức lừa đảo mới được cơ quan chức năng cảnh báo để tránh rủi ro. Phản ánh của phóng viên thời sự. Một trong những thủ đoạn lừa đảo mà các đối tượng thực hiện trong thời gian qua đó là cho vay tiền qua app, ứng dụng, cho vay online, hoạt động kiểu tín dụng đen với lãi suất cao. Với thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, các đối tượng dùng mọi thủ thuật để bẫy người vay bằng các khoản chi phí không rõ ràng, lãi suất cắt cổ, thậm chí còn biến tướng thành một hình thức lừa đảo mới. Từ gia đình tôi cũng có cần số tiền để gọi là chi trả cho gia đình. Nên chúng tôi có làm theo hồ sơ để vay từ các app trên mạng ấy. Nhưng mà các nhà mạng thì chúng tôi có làm 2-3 hồ sơ rồi để vay, nhưng mà các bên nhà mạng mình nhà đầu tư không biết là đầu tư hay gì, nhưng mà bên kia nó cứ đòi hỏi gọi là cái chiết khấu bao nhiêu phần trăm mình nộp trước, kiểu yêu cầu gia đình mình nộp trước cái 20-30% gì đấy để họ làm hồ sơ để xét duyệt cho mình ấy, là cứ 10 triệu là họ cứ yêu cầu nộp trước là cứ 2,5-3 triệu. Trên địa bàn xã Gòi Hoa, huyện Tân Lạc có rất nhiều trường hợp bị lừa đảo qua mạng và đã bị mất tiền, trong đó có rất nhiều nạn nhân bị lừa qua mạng nhưng không trình báo cơ quan chức năng. Chủ yếu là bà con trên mình bị lừa theo cái hình thức, thứ nhất là mua hàng qua mạng. Cái thứ hai là lừa đảo qua các cái app sử dụng ngân hàng như Agribank hoặc là MB, là họ sẽ gửi những cái mã code về để yêu cầu bà con quét hoặc là chuyển tiền vào những cái tài khoản này. Trong 3 năm vừa rồi đã có ít nhất là có 6 vụ liên quan đến cái việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhưng tuy nhiên là bà con cũng do tâm lý là cũng chỉ có một hai số trường hợp là trình báo, thì còn đâu là cũng chỉ báo với lại công an để vậy thôi, chứ cũng không có cái biện pháp hướng dẫn để người dân truy tìm lại số tiền được. Phương thức thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên mạng hiện nay ngày càng tinh vi xảo quyệt. Các đối tượng thường lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, lòng tham vật chất của bị hại, lợi dụng các giao dịch qua Internet để thực hiện hành vi lừa đảo.
một số thủ đoạn mới hiện nay như gửi đường link mã độc, chiếm quyền kiểm soát tài khoản mạng xã hội, giả người thân vay tiền, đưa người đi xuất khẩu lao động, lừa thiết kế nhà ở, quyên góp tiền từ thiện, đặt vé máy bay, đặt tour du lịch và gần đây nhất là làm việc gia công tại nhà. Bị hại trong các vụ lừa đảo đa dạng về thành phần, trình độ, nhưng điểm chung đều là sử dụng tài khoản ngân hàng hoặc điện thoại thông minh kết nối các tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo. Công an huyện đã phối hợp thường xuyên với các ban ngành, đoàn thể tuyên truyền phương thức thủ đoạn tội phạm cũng như là kỹ năng phòng ngừa tội phạm lừa đảo trên không gian mạng với nhiều hình thức như là đăng tin, đăng bài trên các phương tiện thông tin đại chúng như là phát loa phát thanh cho từng thôn xóm, trong đó là có cả tiếng phổ thông và tiếng dân tộc để cho bà con nhân dân là dễ hiểu, dễ nghe và xúc tích trong các nội dung tuyên truyền đó. Tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật tới từng người dân và cũng như học sinh trên địa bàn, cũng như là thông qua các buổi đi làm căn cước công dân cho bà con nhân dân cũng tuyên truyền. Theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh, thời gian qua, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng có chiều hướng tăng. Từ năm 2019 đến tháng 1 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra các cấp thụ lý giải quyết 119 vụ việc, trong đó khởi tố vụ án hình sự là 84 vụ. Tuy nhiên, công tác điều tra khám phá đạt tỷ lệ thấp, chỉ đạt 11,9%. Trong khi đó, số vụ án, vụ việc tạm đình chỉ chiếm tỷ lệ cao, chiếm 52,26%. Năm 2022, số tiền các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng trình báo với cơ quan chức năng là trên 9 tỷ đồng. Năm 2023 là gần 16 tỷ đồng. Lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo công an tỉnh tăng cường công tác trước hết là tuyên truyền phòng ngừa để nâng cao cái ý thức cảnh giác cũng như là cái khả năng cái hiểu biết của người dân liên quan đến cái không gian mạng để lựa chọn những thông tin chính thống để khai thác sử dụng không gian mạng, hạn chế tối thiểu cái việc là bị các đối tượng lợi dụng sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo. Cái thứ hai là tăng cường công tác phối hợp với các cái cơ quan, đặc biệt là các cái lĩnh vực tài chính, ngân hàng, lĩnh vực về thông tin truyền thông, đặc biệt là các cái nhà mạng để phối hợp để phòng ngừa, tuyên truyền cảnh báo cái này sâu rộng trên đối với người dân trên địa bàn. Nhằm phòng chống lừa đảo trên không gian mạng, Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo trên mạng đến các tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, mỗi người dân cần đề cao cảnh giác, chủ động cập nhật thông tin, nâng cao hiểu biết để không bị sập bẫy lừa đảo trên Internet và mạng xã hội. Đặc biệt, khi nhận những cuộc gọi lạ, cần xác định lại thông tin và kiên quyết không chuyển tiền vào số tài khoản khi các đối tượng yêu cầu. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Ý nghĩa bữa cơm gia đình trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay cùng với việc đảm bảo hoàn thành chương trình dạy theo đúng thời gian quy định, các trường trung học phổ thông trong tỉnh còn đặc biệt chú trọng đến công tác hướng nghiệp, giúp các em học sinh lớp 12 lựa chọn đúng ngành nghề, phù hợp với điều kiện của cá nhân và nhu cầu thực tế. Em Phạm Nguyễn Thảo Vi, học sinh chuyên văn của trường trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ, thành phố Hòa Bình, đang ở giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và bước vào đại học. Vi chia sẻ, với mong muốn có thể trở thành một giáo viên, ngay từ đầu năm lớp 11, em đã dự định đăng ký vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Do đó, Vi đã chủ động tìm hiểu thông tin tuyển sinh đào tạo của trường. Chúng em đã được các thầy cô tận tình chỉ bảo và được hướng dẫn học tập và định hướng từ năm lớp 10 rồi ạ. Để có thể đạt được cái mục đích và cái mục tiêu mong muốn vào trường mà mình mơ ước thì chúng em đã phải cố gắng học tập và rèn luyện từ rất lâu để chuẩn bị có một cái hành trang thật là tốt cho cái kỳ thi sắp tới. Chúng em là khóa cuối của chương trình cũ nên là tất cả các bạn học sinh lớp 12 trên cả nước thì đều mong là bản thân sẽ có một cái kết thúc cho 12 năm học thật là rực rỡ.
Và đến tầm này thì là các thầy cô cũng đang đẩy nhanh cái tiến độ để có thể ôn tập cho các em, chuẩn bị cho các em kiến thức và kỹ năng tốt nhất để có thể tự tin tham gia vào kỳ thi sắp tới. Các học sinh của lớp tôi chủ nhiệm thì đều đã lựa chọn được những cái ngôi trường phù hợp với năng lực cũng như là cái đam mê của bản thân. Và tôi tin là khi mà đã lựa chọn được đúng cái trường mà mình thực sự khao khát, mong ước có thể trở thành sinh viên thì các em sẽ rất là quyết tâm, cố gắng, phấn đấu để có thể ôn tập hiệu quả trong cái giai đoạn nước rút này. Các quy định của kỳ thi năm nay cơ bản giữ ổn định như năm trước, chỉ điều chỉnh một số điểm về mặt kỹ thuật để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thi cho phù hợp với từng địa phương. Hiện nay toàn tỉnh có trên 30 trường trung học phổ thông. Đến thời điểm này, các trường trung học phổ thông đã và đang ôn thi tốt nghiệp cũng như định hướng nghề nghiệp, chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực. Để công tác ôn tập cho học sinh lớp 12 đạt hiệu quả, các trường tập trung rà soát, phân loại học sinh khối 12 theo các nhóm đối tượng để có phương án ôn tập phù hợp, đảm bảo hoàn thành chương trình dạy theo đúng thời gian quy định, thực hiện dạy đúng dạy đủ chương trình, bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức và kỹ năng. Nghiên cứu giúp học sinh làm quen với các bộ đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra. Học sinh của nhà trường khối 12 thì có 155 em học sinh. Thì từ đầu năm thì nhà trường đã triển khai cái công tác ôn thi tốt nghiệp cho các em. Thì đến giờ phút này thì cái chương trình thì các em cũng đang thi vào thi giữa kỳ. Ở nhà trường tổ chức thi thử cho các em 3 lần để đánh giá cái chất lượng, để có cái kế hoạch ôn tập. Trong các giờ chào cờ thì nhà trường cũng đã tuyên truyền đầy đủ cho các em về cái định hướng nghề nghiệp. Thì về cơ bản thì các em cũng nắm được cái định hướng nghề nghiệp của mình và với cái khả năng của mình cho cái nghề nghiệp của mình sau này. Chỉ còn hơn 3 tháng nữa, cùng với học sinh cả nước, các em học sinh khối 12 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Nhờ được sự hỗ trợ từ gia đình, thầy cô, tư vấn hướng nghiệp, các em đã sớm lựa chọn cho mình một hướng đi phù hợp với năng lực và sức học, nên tâm lý của nhiều em thoải mái hơn khi chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng. Chuyển sang các tin tức quốc tế. Ngày 15 tháng 3, hàng chục nghìn người Palestine đã tập trung tại khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, địa điểm được coi là linh thiêng nhất đối với người Hồi giáo. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới từng cảnh báo rằng tháng lễ Ramadan có thể dẫn đến leo thang căng thẳng ở Trung Đông. Ước tính có khoảng 80.000 tín đồ đã tham gia buổi cầu nguyện thứ 6 đầu tiên của tháng lễ Ramadan tại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem, nơi từng xảy ra các cuộc xung đột trong quá khứ. Một số người Palestine từ bờ Tây lần đầu tiên được phép đi lại kể từ cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, Israel đã hạn chế nhập cảnh. Người Palestine ở giải Gaza cũng tổ chức cầu nguyện vào thứ Sáu. Họ đã hy vọng có lệnh ngừng bắn trước tháng Ramadan. Các quan chức Israel cho biết sẽ một lần nữa cử một phái đoàn tới Qatar để đàm phán với các nhà hòa giải quốc tế. Tuy nhiên, họ cho rằng đề xuất mới nhất của Hamas là không thực tế. Israel cũng đang lên kế hoạch cho một hoạt động quân sự ở thành phố Rafah ở phía nam Gaza, và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chấp thuận kế hoạch này. Khoảng 1,5 triệu người đang trú ẩn trong khu vực này. Trong khi đó, các nhân viên cứu trợ đang nỗ lực thực hiện các hoạt động nhân đạo. Một con tàu chở 200 tấn hàng viện trợ đến từ đảo Ship đã đến Gaza. Ngày 15 tháng 3, Văn phòng Liên minh châu Âu EU tại Nuuk, Greenland đã khánh thành với sự có mặt của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, đánh dấu sự hiện diện rõ ràng của EU tại Greenland và khu vực Bắc Cực. Trước sự chứng kiến của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, bà von der Leyen và Thủ tướng Greenland Mette Boruf Egi đã ký hai thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ chiến lược cổng toàn cầu của EU với tổng trị giá gần 94 triệu euro. Số tiền này sẽ được đầu tư vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Greenland, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng sạch. Chủ tịch EC von der Leyen cho rằng, văn phòng mới của EU ở Nuuk đánh dấu sự khởi đầu một kỷ nguyên mới trong quan hệ đối tác EU-Greenland. Việc mở văn phòng EU tại Nuuk tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa EU và chính phủ Greenland, thúc đẩy đầu tư công và tư của EU vào Greenland và tăng cường hợp tác trong lĩnh vực khác nhau, bao gồm giáo dục, năng lượng tái tạo, nguyên liệu thô quan trọng và bảo vệ đa dạng sinh học. Nhật Bản đang lên kế hoạch nới lỏng các quy định nghiêm ngặt về chuyển giao thiết bị quốc phòng của nước này, trong đó sẽ cho phép xuất khẩu các máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo mà Nhật Bản, Anh và Italia cùng phát triển.
Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền của Nhật Bản và đối tác là Đảng Komeito đã đạt được thỏa thuận về việc điều chỉnh các quy định theo một số điều kiện. Thứ nhất, mỗi lần xuất khẩu riêng lẻ và sang nước thứ ba đều phải có sự chấp thuận của nội các Nhật Bản. Việc xuất khẩu sẽ bị hạn chế đối với máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo. Máy bay chiến đấu chỉ có thể được gửi đến các quốc gia đã ký thỏa thuận quốc phòng với Nhật Bản và chỉ dành cho các quốc gia không liên quan đến xung đột. Nội các Nhật Bản dự kiến sẽ phê duyệt kế hoạch trên vào cuối tháng này. Thời gian gần đây, giá cacao trên thị trường quốc tế đã tăng mạnh. Theo các chuyên gia, dự kiến giá sô-cô-la trên thế giới sẽ tiếp tục tăng cao do tình trạng thiếu hạt cacao đang ảnh hưởng đến các nhà máy cacao ở châu Phi. Tại bờ biển Nga, nơi sản xuất gần một nửa lượng cacao của thế giới, một số nhà máy chế biến đã ngừng thu mua hạt cacao và một số đã đóng cửa do ngay cả các hãng kinh doanh hàng hóa toàn cầu cũng chật vật tìm nguồn cung hạt. Ghana, quốc gia sản xuất cacao lớn thứ hai thế giới, đã tạm thời đình chỉ hoạt động tại hầu hết 8 nhà máy chế biến trong những tháng gần đây. CPC chế biến cacao thuộc sở hữu nhà nước ở Ghana cho biết họ chỉ hoạt động ở mức 20% công suất do thiếu hụt nguồn cung. Giá bán lẻ sô-cô-la đã tăng gần 12% ở Mỹ vào năm 2023 và dự kiến sẽ còn tăng cao hơn nữa do mất mùa. Thưa quý vị và các bạn, sau một ngày lao động mệt mỏi, ai ai cũng muốn được trở về bên mái ấm gia đình, được cùng ăn bữa cơm gia đình ấm áp. Đó là giá trị tinh thần lớn lao. Bởi ở đó, mỗi người có thể cảm nhận được sự sum họp, tình yêu thương, sự sẻ chia của mỗi thành viên trong gia đình dành cho nhau. Phần cuối chương trình thời sự, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận không khí ấm áp, yêu thương qua ghi nhận của phóng viên thời sự. Hội thi bữa cơm gia đình ấm áp, yêu thương năm 2024, một hoạt động được Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức với sự tham gia của 56 công đoàn cơ sở. Mỗi đội thi đã mang đến một mâm cơm gia đình. Mâm cơm đó thể hiện sự khéo léo của người phụ nữ trong việc chăm sóc gia đình qua bữa ăn, để mỗi bữa ăn thực sự là những giây phút mong chờ của các thành viên trong gia đình. Bằng những cái sản phẩm ô cốp của tỉnh Hòa Bình, thì công đoàn sở giáo dục đã chế biến ra những món ăn mà rất là gần gũi, mang đậm cái bản sắc quê hương. Có thể được tham gia và được giao lưu với các đơn vị đồng bạn để từ đó thể hiện cái món ăn của mình, gửi gắm những tình yêu thương vào món ăn và từ đó có thể về với gia đình gắn kết với tình cảm vợ chồng giữa bố mẹ và gia đình và con cái. Hiểu được truyền thống ý nghĩa của bữa cơm gia đình là nơi gắn kết các thành viên lại gần nhau hơn. Nhiều công đoàn viên là nam giới vẫn tranh thủ thời gian để cùng tham gia với chị em đồng nghiệp trong cơ quan, để cùng chia sẻ niềm vui, học hỏi thêm cách chế biến các món ăn trong cuộc sống hàng ngày, để từ đó thấu hiểu và giúp đỡ vợ những lúc rảnh rỗi. Điều đặc biệt là để cùng nhau cảm nhận được những giá trị của tình thân trong không gian ấm cúng gia đình, nơi khởi nguồn nuôi dưỡng hạnh phúc và những giá trị của tương lai. Công đoàn thanh tra tỉnh đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm huyết để đạt được một cái kết quả là một cái bữa cơm gia đình thật ấm áp, có đủ chất dinh dưỡng dành cho các thành viên trong gia đình. Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương sẽ luôn ở trong mỗi gia đình, bởi hơn hết với người Việt Nam, bữa cơm chính là chiếc gương soi phản chiếu hạnh phúc của một gia đình. Trong cái hối hả của công việc và lo toan tất bật của cuộc sống, những giây phút gia đình ở bên nhau càng đáng trân trọng. Vì vậy, việc duy trì bữa cơm sum họp mỗi ngày là điều cần thiết, là một nét văn hóa truyền thống rất cần được gìn giữ và phát huy. Chúng tôi tổ chức cái bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương năm 2024 để giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan đơn vị trực thuộc Đảng ủy khối cũng như là cán bộ đoàn viên mà trực thuộc công đoàn viên trước tỉnh để giúp cho các chị em là phát huy cái vai trò của mình trong gia đình. Đồng thời là thông qua cái bữa cơm gia đình để gắn kết các cái thành viên trong gia đình. Ngoài kia, cuộc sống vẫn ồn ào trôi qua mỗi ngày. Gia đình sẽ luôn là tổ ấm bình yên hạnh phúc nhất để mỗi người tìm về. Dù bận rộn thế nào,
cũng hãy dành thời gian cho những người thân yêu bên những bữa cơm gia đình, cùng nhau thắp lên ngọn lửa ấm áp, nuôi dưỡng hạnh phúc bền lâu. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn xem lại chương trình trên trang website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV. Kính chào, tạm biệt.